Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh C-Review. Cách đây không lâu thì mình có làm một cái video mở hộp về chiếc Canon M50 mà mình đang cầm trên tay này. Đến hôm nay thì mình cũng sử dụng em nó vào khoảng hơn một tuần rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bài đánh giá nhanh về những cái gì mình cảm nhận sau hơn một tuần mình sử dụng về chiếc Canon M50 này nhé. Đầu tiên về ngoại hình thì mình thấy Canon M50 được trang bị một cái kính ngắm viewfinder điện tử và một cái màn hình cảm ứng 3 inch xoay lật 360 độ. Đối với mình là một người làm vlog thì mình thấy chiếc màn hình này vô cùng giá trị vì mình có thể xoay lật về đằng trước để khi mình quay thì mình có thể nhìn vào màn hình để căn chỉnh được cái khung hình nó được tốt hơn. Và những cái nút tùy biến ở trên thân body Canon M50 này thì mình thấy là Canon đã tối giản đi một số nút chứ không được đầy đủ và đa dạng như trên những dòng DSLR. Ngoài ra nữa thì mình thấy là trên Canon M50 này là Canon đã bớt đi một cái vòng bánh xoay, chỉ có 2 vòng bánh xoay thôi. Chứ như trên dòng Canon M6 thì mình thấy là Canon đã trang bị vào 3 vòng bánh xoay thì để cho mình tùy chỉnh những cái thông số khi chụp hay là quay nó sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Đó, thì mình thấy về ngoại hình thì Canon M50 này có một cái báng cầm ở đây. Đấy, cũng giống như dòng M3 và M6. Tuy nhiên thì mình thấy cái báng cầm này nó hơi nhỏ so với tay mình, đặc biệt những người tay to hơn bàn tay của mình này, thì cầm vào cái báng cầm này mình thấy sẽ vô cùng là hơi có độ nhỏ. Nếu mà bạn nào mà có điều kiện và đặc biệt là làm vlog ấy mà tay cũng to thì các bạn nên đầu tư mua thêm một cái grip hay là cái đế lapet xoáy dây đế này thì nó sẽ tạo cái cảm giác cầm chắc tay hơn. Còn phương diện mình thì mình cũng không cần thiết lắm phải mua cái đấy vì mình thấy là cũng chấp nhận được với cái báng cầm của Canon M50 này, mặc dù là nó hơi nhỏ chút. Đó, thì với bên này các bạn có thể nhìn thấy là cái màn hình xoay lật này nó rất chi là hữu ích kể cả về chụp và lẫn quay. Về cái chiếc viewfinder này thì sau một tuần mình sử dụng ấy, cái chất ảnh và cái độ sáng trong cái viewfinder này nó đem lại vô cùng tốt. Đặc biệt hơn nữa thì trên phần kính viewfinder này Canon cũng trang bị một cái chân gá flash để các bạn làm dịch vụ thì có thể đầu tư flash ngoài và gài lên trên này, đem lại cái độ sáng tốt hơn khi chụp. Và cái giá trị nữa để mới với một người làm vlog như mình đó chính là Canon M50 này cũng được trang bị một cái cổng mic 3.5 ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy là khi mà đi ra ngoài mình quay vlog ấy, đôi khi là dùng bằng chính cái mic của Canon M50 này với cái môi trường âm thanh tạp âm nó rất nhiều thì rất cần đến một cái mic cắm ngoài để nó thu âm được tốt hơn. Đó, thì bên cạnh này có biểu tượng của NFC và bên này các bạn có thể có cổng HDMI này và một cái nút bấm kết nối Wi-Fi. Thì những năm gần đây, cách đây từ cái chiếc Canon M10 mình sử dụng trước đấy thì Canon trên cái dòng mirrorless này Canon đã trang bị cái chức năng là lấy ảnh qua Wi-Fi ấy. Đó, thì kết nối Wi-Fi để cũng có thể điều khiển máy ảnh từ xa ấy. Thì không biết là trước đấy cái dòng M1, M2 thì mình đã tìm hiểu thì cũng có được trang bị cái chức năng Wi-Fi ấy. Nên trên cái Canon M50 này thì cái nút bật Wi-Fi để kết nối nó nằm ở cạnh này, nó không nằm trên đây để tránh các bạn có thể thao tác ấn chạm nhầm vào ấy. Đó, thì cái chiếc Canon M50 này khi các bạn mua mới full box ấy thì nó được trang bị một cái ống kính 15-45. Cái ống kính này ấy, mình thấy là nó rất phù hợp cho để quay video và chụp phong cảnh. Chân dung thì nó sẽ không được tuyệt đối về cái xóa phông, đặc biệt là ở cái f3.5 trên cái chiếc lens 15-45 này thì nó không thể xóa phông được mịt mù như những cái lens 50mm f1.8 ấy. Đó. Về các nút trang bị thì các bạn có thể thấy là trên này, trên phần body máy này, đây là một cái phần bánh xoay. Cái bánh xoay này có thể sau khi chúng ta chọn các mục như là tốc, khẩu và ISO chúng ta đều có thể chỉnh nó bằng cái bánh xoay này. Ngoài ra thì đây nó có một cái nút này được trang bị thì chúng ta có thể gắn nó vào cái phần chỉnh ISO hoặc là chỉnh khẩu, tốc cũng được.
Trên phía trên này là một cái bánh xoay, thì bánh xoay này nó có các nút mod ở đây, đó quay phim này, SCN này, A cộng và P, TV, AV và M. Chế độ M thì mình thường xuyên sử dụng vì nó có thể tùy chỉnh bằng tay tất cả mọi thứ. Ở với cạnh cái nút bánh xoay mod này là một cái nút bật on off ở đây. Với bên này là hai cái nút để chúng ta có thể zoom ảnh lên để xem. Ngoài ra thì không cần phải sử dụng đến hai nút này, thì trên màn hình này được trang bị cảm ứng, chúng ta cũng có thể vuốt để xem ảnh zoom lên. Đó, ở đây là một cái nút info, các bạn có thể cho nó tùy chỉnh hiển thị những cái mục cần chỉnh ở trên màn hình. Mình sẽ bật máy lên, đó, và sau đó tháo nắp len ra. Với cái dòng mirrorless này và cái chiếc len 1545 này thì chúng ta phải thêm một thao tác là mở len. Đó, xoáy cái nút này, đẩy cái tụng công tắc ở đây lên và xoáy ra và nhả ra thì len sẽ được mở lên. Đó, một cái điều nữa vô cùng giá trị đó chính là cái chiếc Canon M50 này đã được ưu tiên tiếng Việt ở trên máy, nên các bạn nhìn vào tiếng Việt sẽ sử dụng vô cùng dễ nhá. Đó, chẳng hạn như cái thao tác mở len này, thì khi bật máy lên mà chưa mở thì Canon M50 này nó đã có tiếng Việt, nó sẽ hiển thị là nhấn và giữ công tắc ống kính theo hướng xoay ống kính để chụp. Đó, thì đối với mình thì mình cũng sử dụng máy ảnh cũng khá lâu rồi, thì cái bản tiếng Anh trên những dòng DSLR thì mình cũng sử dụng rồi, thì nếu mà có tiếng Việt này nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều này. Đó, còn về phần nút điều hướng ở dưới này thì các bạn có thể thấy này, một cái nút này để chỉnh tốc. Đấy, và cái bên này là AF/MF, các bạn có thể ấn để thay đổi lấy nét tự động và lấy nét bằng tay. Ở dưới này là một cái biểu tượng thùng rác để khi chúng ta vào xem phần trong ảnh ở đây, đó chúng ta có thể xóa ảnh đi. Đó, thì và đây là cái nút menu được trang bị song song với cái nút xem ảnh. Thường thường thì nhiều máy khác thì mình thấy nút menu nó sẽ được trang bị ở trên cái nút info này. Đó, phần info thông tin đó. Thì đó là về những cái trang bị nút trên cái chiếc body Canon M50 này. Về khả năng chụp thì M50 này đã được Canon trang bị cho nó một cái chip xử lý Digic 8, một cái chip vô cùng mới của Canon. Thì với cái chip Digic 8 này thì cái việc bắt nét trên Canon là vô cùng nhanh. Các bạn có thể thấy nó bắt nét rất nhanh. Đó. Với một chiếc màn hình xoay lật 360 độ và được trang bị cảm ứng thì các bạn có thể chạm vào bất kỳ đâu trên màn hình để bắt nét. Ngoài ra Canon cũng trang bị cho chiếc Canon M50 này một cái khả năng bắt nét vào mắt, để chúng ta có thể lấy mắt để bắt nét, nó đem ra được những tấm ảnh nó sẽ nét hơn khi chụp. Về khả năng quay, để sử dụng các bạn sẽ chỉnh cái nút mod này, chỉnh lên đến cái biểu tượng cái máy quay phim này và song song với cái vạch trắng đây để chọn vào chế độ quay. Thì ở phần quay này các bạn có thể thấy là nó có phần chọn chế độ quay cũng chỉnh bằng chế độ M và chỉnh tự động. Thì ở đây mình đang chọn chế độ M. Với cái chế độ quay này thì Canon M50 này đã được Canon trang bị cho khả năng quay 4K với 24 khung hình trên giây và Full HD với 60p và 30p nữa. Thì ở đây trên cái màn hình Canon này thì thực tế ra là nó quay ở cái khả năng là 60p, nhưng mà trên hiển thị chỉ là 59.9 thôi, thì nó cũng tương đương với lại 60p nhé các bạn. Để lát thì mình sẽ quay một đoạn để test về độ chống rung và khả năng thu âm trên cái chiếc mic Canon M50 này. Đó, với cái bộ chip Digic 8 thì khả năng check khuôn mặt và khả năng bắt nét khi quay video tương đối tốt trên cái chiếc Canon M50 này, rất phù hợp cho mọi người để làm quay vlog. Hiện tại thì mình đang quay bằng chính chiếc Canon M50 này của mình. Thì các bạn có thể thấy là khi mình nói ở một cái môi trường ít tạp âm như này thì các bạn có thể thấy cái mic của Canon M50 nó thu âm khá tốt. Thì cũng như mọi lần là mình quay vlog thì mình cũng lắp trên nó trên một cái tay cầm. Thì cái tay cầm này nó không phải là gimbal, nhưng các bạn có thể thấy là về khả năng chống rung khi đi bộ của chiếc Canon M50 này khá là tốt nhá.
Giờ thì mình sẽ thử chạy một đoạn cho các bạn thấy được cái khả năng chống rung của nó khi chạy trên chiếc Canon M50 này nhé. Đó, các bạn thấy là khi mà mình chạy thì cái khả năng chống rung trên chiếc Canon M50 này thì nó cũng rất chi là tốt, nó không đến nỗi bị nhảy hình quá. Thì đối với một người mình làm vlog như này thì ít khi mình chạy, nên là mình với cái mức độ chống rung được trang bị trên chiếc Canon M50 này là tương đối tốt đối với mình. Với cái chip xử lý DAISY 8 được trang bị trên Canon M50 thì khả năng bắt nét hay là tracking khuôn mặt trên Canon M50 khi quay là vô cùng tốt. Các bạn có thể thấy là mình xoay nhiều hướng hay là ngoảnh mặt đi các hướng thì mà Canon M50 vẫn có thể tracking và bắt nét kịp, nó không dẫn đến bị ao nét. Thì đối với một cái máy tầm trung ở khoảng 15 triệu như chiếc Canon M50 này mà nó đem lại được những cái khả năng như quay 4K này, chống rung khá tốt, thì chiếc Canon M50 này mình đánh giá là nó là một cái máy quay để quay vlog rất chi là tốt luôn, dành cho những người quay vlog. Về phương diện mình thì mình không phải là một người làm dịch vụ hay là chụp dịch vụ, thì mình chỉ là một người làm vlog. Thì một cái chiếc máy ảnh mặc dù là về phần trang bị nút, những cái nút tùy chỉnh hay là bánh xoay đã bị Canon tối giản trên cái chiếc Canon M50 này, đối với mình thì cũng không quá quan trọng. Nhưng mà đặc biệt là quay vlog thì mình thấy là một chiếc Canon M50 như vậy là rất chi là tốt. Thì cái video đánh giá nhanh về theo cái phương diện cá nhân mình dùng và những cái cảm nhận của mình trên chiếc Canon M50 này của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Xem này hãy subscribe và ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào các bạn.